luồn tay vào cổ áo, lôi ra, bóp nát con mối rồi nhập đề. À, thưa hai bác, cháu về thăm nhà chuyến này mục đích chính là để mở công ty xuất nhập khẩu máy móc và hàng tiêu dùng. Cháu đã ký hợp đồng với công ty Thái Bình Dương, đầu tư số vốn tạm thời là 20.000 Mỹ Kim. Cháu sẽ đặt một văn phòng ở Bangkok và một trạm liên lạc ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Cháu thấy Phượng là người đàng hoàng, cháu định mời Phượng hợp tác làm đại diện cho cháu. Đây là việc làm ăn đứng đắn và lâu dài, cháu sẽ trả lương hàng tháng. Và nay mai khi công ty phát triển thì cháu sẽ trả thêm tiền hoa hồng. Không hiểu ý hai bác thế nào ạ? Bà Đường hớn hở muốn vồ ngay, nhưng ông chồng đưa mắt làm hiệu ngăn cản. Bài báo trên tờ Công an thành phố dạy ông rằng tin lời Việt Kiều rồi có ngày đổ thóc giống ra mà ăn. Huống chi ông chưa biết Quang là ai, có thể chỉ là một thằng trực thứ hai. Ông nghĩ một cách đơn giản rằng thân nhân và bạn bè Quang ở Sài Gòn chắc còn rất đông. Tại sao gã lại mời con gái ông làm đại diện cho cả một công ty lớn lao như vậy? Mà con ông tuổi mới ngoài 20, học hành chưa tới đâu, việc giấy tờ và buôn bán đều chưa có chút kinh nghiệm. Giao dịch thế nào được với khách hàng, đa số sẽ là các cơ quan hoặc xí nghiệp của thành phố. Và lại, cứ như chính lời Quang vừa nói, thì đã chắc gì Quang có tới số vốn 20.000 đô la. Bởi đời sống ở Mỹ không phải ai cũng thành công. Ông dè dặt ngỏ ý. Em Phượng nó còn trẻ quá, ông giao công việc quan trọng như thế này, tôi sợ em nó làm hỏng việc của ông. Quang cười trấn an. Thưa hai bác, bước đầu thì cháu sẽ hướng dẫn. Đơn giản lắm, có gì mà phải bận tâm đâu. Chỉ việc nhận đơn đặt hàng rồi gửi qua Bangkok cho trạm liên lạc ở bên ấy. Cháu sẽ đi đi về về, trực tiếp điều hành tất cả mà. Ông Đường vẫn thoái thác. Ông có lòng thương giúp em nó thì để khi nào công ty của ông hoạt động đều đặn đã, rồi ông cho nó một cái công việc gì nho nhỏ trong văn phòng, chúng tôi đội ơn ông lắm. Quang hết sức thất vọng, và chỉ trong giây lát thấy khuôn mặt của ông Đường chẳng còn chút cảm tình nào. Gã gượng cười quay sang phía Phượng. Phượng tính thế nào? Anh đề nghị như vậy có được không? Nàng không muốn trái lời ông Đường nên vui vẻ đáp. Dạ cảm ơn anh, bố em nói đúng đấy. Em có biết gì đâu mà làm đại diện. Thôi thì anh cứ mở công ty đi, rồi em sẽ nộp đơn xin việc. Quang thấy đắng chát trong cổ. Kể cũng lạ, chiến thuật cố hữu của Việt Kiều là đem lợi ra để dụ người ta, và chiến thuật ấy hầu như chưa bao giờ thất bại. Thế mà ông bà Đường lại dám khước từ ân huệ của Quang. Gã nán lại thêm một chút nữa rồi đứng dậy cáo từ ra về. Cả nhà tiễn ra sân, bà Đường bưng cây đèn cầy đi trước soi đường cho Quang và xã giao bảo. Có điều kiện, mời ông cứ ghé chơi ạ. Quang lầm lũi ra cổng, vừa rẽ sang khúc đường vắng, gã đưa tay giật cái nơ nhét vào túi quần, đồng thời mở banh mấy cái nút áo cho đỡ nóng. Giữa lúc Quang đến nhà Phượng như thế thì Trực ưu tư nhờ anh rể đưa đi chuộc giấy tờ. Còn cách điểm hẹn chừng 300 thước, Phong cho Honda dừng lại bên một gốc cây, vén tay áo nhìn đồng hồ rồi ái ngại bảo thằng em vợ. 9:15, anh chờ cậu ở đây. Cậu lại gặp chúng nó đi. Anh để máy xe nổ sẵn, nếu có gì bất chắc thì anh phóng sang ngay. Trực u sầu tụt xuống, đứng trên lề đường, đưa mắt trông sang con hẻm định mệnh mà chỉ vài phút nữa gã sẽ phải đối diện bọn cướp để chuộc lại giấy tờ. Câu chuyện mới xảy ra đêm hôm qua, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà Trực thấy như đã xa xôi lắm. Suốt một ngày dồn dập những lo toan, chạy đôn chạy đáo, phiền lụy biết bao nhiêu người mà kết quả chẳng đi đến đâu. Số vốn 2.500 Mỹ Kim trong túi không nhích lên được chút nào, còn lạm tiêu mất 100 đồng sáng nay đổi ở dịch vụ kiều hối. Nhớ lời Hiền dặn, cậu tìm cách nói khéo với chúng nó, nếu mà đưa 2.400 mà chúng nó không chịu thì bảo chúng nó là hoãn vài ngày để nộp đủ. Đừng có dại dột mà đưa tiền trước cho cái quần mất dạy đó. Giấy tờ không lấy lại được mà còn mất hết cả vốn. Phong thì lại nghĩ khác. Một là bọn cướp sẽ bằng lòng, bởi 2.000 Mỹ Kim cũng là món tiền quá lớn rồi. Hai là Trực sẽ mất tất cả giấy tờ và mất luôn cả số tiền này. Vì khi biết Trực ôm tiền theo dù chỉ một đồng, chúng cũng không tha.
bàn tới bàn lui mãi, chẳng thấy có biện pháp nào tạm gọi là an toàn, trực đành nhắm mắt ra đi, bám víu vào may rồi. Canh mạc nhất chín nhì bù, không còn con đường nào khác, trực thở dài, hai mắt chớp mau, tim đập thình thịch. Phong tắt máy xe, ngước nhìn em vợ. Dưới ánh đèn vàng vọt, Phong vẫn nhận ra màu da tái ngắt trên khuôn mặt tiều tụy của Trực. Toàn thân gã không còn sót lại chút gì cao sang của một Việt kiều về nước khoe của. Trực mặc cái sơ mi của Phong, bỏ ngoài chiếc quần đen sờn gấu, bộ đồ thủy lợi mà cả năm Phong mới có dịp dùng tới một lần. Có gặp hoạn nạn mới càng thấy rõ tình thương của người chị. Trước giờ tiễn biệt, Hiền mếu máo dặn đi dặn lại là không được mang theo bất cứ thứ gì trên người ngoại trừ 2.400 Mỹ Kim trong túi. Sài Gòn bây giờ nghèo lắm, đôi guốc cũ cái bút hết mực còn có thể bán được, cho nên Trực đem món gì đi cũng sẽ chỉ làm giàu thêm cho kẻ thù. Hiền còn cẩn thận hơn, dự phòng cả trường hợp bọn cướp sẽ lột quần áo của Trực, chỉ tha cho Trực chiếc quần lót mà về. Bởi vậy Hiền bắt em mặc bộ đồ cũ của chồng để rủi, có mất cũng không tiếc. Phong rút thuốc trong túi, mồi lửa rồi trao cho Trực. Anh nói, đến giờ rồi đấy, cậu lại gặp chúng nó đi. Trực xít hơi thuốc, miệng đắng chát như mới ốm dậy. Giọng nói não nề của Phong làm Trực càng lo âu, gã run run hỏi. Anh đừng, anh đứng đây có xa quá không anh? Anh có nhìn thấy gì không? Chỗ đó hơi tối, hay là anh chạy nhích lên một quãng nữa đi. Phong thông cảm nỗi lo của Trực, nhưng không thể thay đổi kế hoạch được. Anh vừa phân trần vừa trấn an. Thấy chứ, đứng đây thấy chứ, không sao đâu. Anh lại gần quá, chúng nó biết có người theo dõi. Chúng nó tưởng cậu gài công an đến bắt thì nguy đấy. Mạng người bên này rẻ lắm cậu ạ, không như bên Canada của cậu đâu. Cậu chọc tức chúng nó đâm chết ngay đấy. Thôi cậu đi đi. Trực thở mạnh, ngó trước ngó sau rồi băng sang bên kia đường. Bàn tay phải thò vào túi quần đặt trên sắp đô la cuối cùng sắp phải dâng nạp. Càng đến gần con hẻm, nỗi kinh sợ càng tăng lên. Giữa một xã hội đầy bất trắc, chuyện may rủi diễn ra chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Tới chỗ hẹn, Trực đứng lại nhìn sâu vô con hẻm, ngạc nhiên không thấy ai đợi gã. Sát bức tường ở ngay đầu ngõ, mấy đứa trẻ đang xúm xít quanh hàng bắp nướng, mắt trừng trừng nhìn cô hàng quạt than, mùi mỡ hành bốc lên ngào ngạt. Trực quăng mẩu thuốc xuống chân và lại đưa mắt nhìn về phía Phong. Thời gian trôi qua thật chậm, Trực cứ hết nhìn vào hẻm lại quay đầu ngó Phong như sợ ông anh rể sẽ lặng lẽ bỏ trốn. Gã chờ thêm một lúc nữa vẫn chẳng thấy có ai đến gặp. Mối lo mỗi lúc một tăng dần. Trước khi ra đây, Trực chỉ sợ bọn cướp không nhận 2.400, bởi chúng đòi tới 5.000. Bây giờ lại nảy sinh một mối lo mới là rủi vì lý do nào đó chúng không giữ lời hứa đến đây tìm Trực thì đời gã kể như đồ hoàn toàn bế tắc, vì không biết manh mối chúng ở đâu mà tìm lại giấy tờ. Giờ phút này Trực không còn một mảnh giấy tùy thân để chứng minh gốc gác của mình. Quay về Canada không được mà ở lại Việt Nam cũng không xong. Mà nói cho đúng, Việt Cộng đâu có muốn những người như Trực vĩnh viễn ở lại đất nước. Đảng chỉ mong Trực là khách du lịch, tiêu xài bằng ngoại tệ rồi lại thơ thới ra đi, còng lưng kiếm tiền mang đô la về góp vốn, chứ giữ những người như Trực ăn hại ở lại trong nước làm gì. Trực bước hẳn ra lề đường, quay nhìn lại con hẻm. Rõ ràng gã không nhầm lẫn. Nhầm thế nào được, chuyện mới xảy ra đêm qua, và mảng tường ám khói kia chính là chỗ hai thằng du đãng đã đẩy Trực đứng sát vào để moi móc kỹ lưỡng từng cái túi của gã. Trực đưa mắt nhìn hai bên rồi lại ngó sâu vô con hẻm vắng. Không có đồng hồ nhưng Trực cũng phỏng đoán được là đã quá giờ hẹn ít nhất 15 phút. Gã tiến lên phía tay phải và đi thêm vài chục thước nữa, rồi dừng lại ở một con hẻm khác, nhưng nhận ngay ra không phải chỗ đó. Gã quay về chỗ cũ, bồn chồn ngó quanh, rồi chán nản ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường chờ đợi. Xa xa phía bên kia đường, kề bên gốc cây im lìm dưới ngọn đèn vàng vọt, Phong vẫn ngồi trên xe Honda, thòng một chân, chống xuống lề đường, đăm đăm canh chừng mọi động tác của Trực. Anh hết sức chán nản. Thằng em vợ từ ngàn dặm về thăm, không giúp gì được vợ chồng anh chút gì mà còn gây thêm bao nhiêu rắc rối. Nhưng không vì rắc rối thì mấy khi Trực đã tạt về nhà. Phong mong cho Trực chuộc lại được giấy tờ rồi cút đi cho khuất mắt. Anh cúi nhìn đồng hồ, 10:05. Anh đạp máy xe lao lên phía trước,
ngang chỗ Trực đứng, dừng lại ngó sang bên kia đường, ngạc nhiên thấy Trực vẫn ngồi ổ rũ như gã hành khất kiệt sức vì thiếu ăn. Phong rú ga, vòng xe qua, Trực đứng bật dậy và lắc đầu nói: "Không thấy đứa nào cả, lạ quá." Giọng Trực hết sức não nề khiến Phong nguôi cả bực bội thương hại hỏi lại: "Có đúng là chỗ này không? Cậu nhớ lại xem, có chắc là chúng nó hẹn cậu ở đây không?" Trực gật đầu quả quyết: "Ở đây mà, em nhớ chắc, chỉ có mỗi chỗ này thôi. Hay là chúng nó đổi ý?" Câu hỏi ngớ ngẩn làm Phong gắt nhẹ: "Cậu cần tiền." "À, chúng nó thì cần tiền mà cậu thì cần lấy lại giấy tờ. Nhưng mà chúng nó cần tiền xét ra còn hơn cả cậu ấy chứ. Tôi hỏi cậu chứ, nó ôm cái passport của cậu để làm gì mới được chứ. Nếu đúng là chỗ này thì thế nào chúng nó cũng đến. Cậu chờ thêm một tí đi." Im lặng một lúc, Phong bảo: "Hơn 10 giờ rồi. Cậu chờ thêm độ nửa giờ nữa xem thế nào. Cậu cứ đứng đây, anh lại vòng sang phía bên kia đường. Có gì thì anh phóng qua ngay." Phong rồ ga sang số trở lại vị trí cũ. Trực vừa quay vào thì thấy hai gã thanh niên từ trong hẻm tiến ra. Trực hồi hộp bước lại, tay phải bất giác thọc vào túi quần sờ lại nắm tiền. Nhưng hai gã đi ngang qua mặt Trực, thản nhiên nói chuyện và rẽ về phía bến tàu. Cô hàng bắp thu xếp đồ nghề chuẩn bị ra về, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Trực dò xét. Trực lưỡng lự một lúc rồi bước lại hỏi: "Ê, cô ơi, lúc nãy cô có thấy mấy người đàn ông đến đây không?" Cô bé ngơ ngác không hiểu Trực muốn hỏi gì, vì dĩ nhiên người ra vào con hẻm tấp nập làm sao biết Trực ám chỉ ai. Cô trả lời cho xong chuyện: "Dạ không." Trực thất vọng trở lại chỗ cũ, ngồi tựa đầu vào tường. Cuộc đời hơn 30 năm của Trực chưa có một ngày nào thực sự vinh quang, phải mượn tạm cái hào nhoáng giả tạo của một Việt kiều về quê nói phét. Chẳng ngờ trời không dung, khiến gã phải đối diện những giờ phút thảm hại như thế này. Ngồi chơ vơ trên lề đường như một con chó hoang, gã hình dung ra viễn ảnh tương lai cực kỳ đen tối nếu đêm nay không chuộc lại được giấy tờ. Gió từ hướng sông càng về khuya càng thổi mạnh, đưa hơi lạnh thấm nhanh qua lớp áo mỏng. Trực co người khoanh tay đặt trên hai đầu gối, bút nhói nhớ về thành thị cũ bên kia đại dương. Phố tàu Toronto chiều thứ bảy, ly cà phê, bát phở, tất cả thoáng hiện trong trí gã như một dĩ vãng rất xa, sẽ không còn tìm lại được nữa. Hơn 11 giờ, Phong vòng xe qua lần thứ hai lên tiếng gọi. Trực ngẩng đầu giật mình ra khỏi cơn mơ, ngơ ngác đứng dậy. Cô hàng bắp đã dọn về từ lâu. Phong đẩy xe lên lề và lo lắng hỏi Trực: "Lạ quá nhỉ, không đứa nào tới. Cậu nhớ lại xem có đúng chỗ này không? Có đúng là chúng nó hẹn tối nay hay là nó hẹn tối mai mà cậu nhớ nhầm?" Trực khổ sở đáp: "Đúng mà, chúng nó dặn em 2-3 lần là 9 giờ mang tiền lại đây." Phong dựng xe đứng chống nạnh nhìn vào hẻm. "Chờ thêm một lúc nữa, 12 giờ mà chúng nó không đến thì mình về, tối mai mình trở lại." Trực dè dặt đề nghị: "Anh đứng đây luôn với em, khỏi sang bên kia cũng được." Phong lắc đầu: "Chính anh đang lo, hay là chúng nó đã đến, nhưng thấy anh, chúng nó nghi là cậu gài công an nên không dám ra mặt. Thôi, đằng nào cũng đã đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, để anh sang bên kia, chờ thêm một lúc nữa." Phong móc gói thuốc và hộp diêm trao cho Trực rồi đẩy xe xuống đường. Hai người hai bên kiên nhẫn, chờ đến đúng nửa đêm mới chở nhau về. Hôm sau, mãi gần trưa, Trực mới thức giấc. Gã đánh răng qua loa, vục nước rửa mặt rồi lên nhà, đứng trong cửa sổ trông ra. Ánh nắng chan hòa làm nổi bật lên màu đỏ tím của từng chùm bông giấy đang đong đưa theo gió sát bờ tường gạch quét vôi vàng thẫm. Cô con gái nhà hàng xóm đang trẻ củi bên kia con ngõ hẹp, vô tình ngẩng lên trông sang, khiến Trực vội thụp đầu nấp sau tấm màn vải. Trực thèm một tô phở, một tách cà phê, nhưng ngần ngại không muốn bước chân ra. Chọn ngày hôm nay, gã sẽ nép mình ẩn giật trong nhà, chờ đến tối trở lại chỗ hẹn. Nếu đêm nay không gặp được bọn cướp, mọi hy vọng kể như hoàn toàn chấm dứt. Trực bỏ xuống bếp, mở cái lồng bàn úp trên mặt bàn, bát canh bí còn lại một nửa nguội ngắt bên cạnh đĩa rau cải luộc và bát nước mắm. Trực bưng tô canh húp thử một miếng, nhăn mặt úp xuống và lại bỏ lên nhà. Buổi chiều, Trực đang nằm điều hưu trên đi văng thì có người đến tìm. Khách là một gã đàn ông tuổi trên 40,
nói giọng miền Bắc pha nhiều từ miền Nam, tóc hớt cao, dáng dấp khỏe mạnh, gương mặt đầy đặn. Khách mặc sơ mi vải dày, vạt dài bỏ ngoài quần, chân đi đôi bata còn khá mới. Trực ra mở cửa, ngơ ngác nhìn mấy giây rồi hỏi: "Ông tìm ai?" Gã đàn ông niềm nở: "Tôi hỏi thăm đây có phải nhà ông Bùi Quang Trực không ạ?" Trực giật mình đoán ngay kẻ đối diện là trung gian của bọn cướp cử đến để tiếp xúc. Chắc đêm qua bọn chúng sợ Trực mang theo công an nên giờ chót thay đổi kế hoạch. Địa chỉ của Trực thì không khó tìm, bởi trong bóp có nhiều giấy tờ ghi số nhà này. Trực quay đầu vào trong như một phản ứng cầu cứu, mặc dầu vợ chồng Hiền đều đi vắng. Gã ấp úng: "Vâng vâng, tôi là Trực đây." Khách ồ lên một tiếng rồi nghiêng đầu hớn hở: "Thế thì may quá, hân hạnh được gặp ông. Tôi có tí việc khẩn trương, xin thưa chuyện với ông mấy phút được không ạ?" Trực hết sức nghi hoặc, không hiểu mình đang phải đối phó với âm mưu gì. Gã đàn ông lạ mặt, từ dáng điệu cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, chẳng có vẻ gì là phường bất lương. Huống chi tuổi đã khá lớn, khó có thể là đồng bọn của đám du đãng đã lột tiền của Trực, hay là thân nhân của một người ở Toronto mà Trực có nhiệm vụ chuyển tiền. Trực lo lắng hỏi: "Ông là ai?" Khách từ tốn đáp: "Dạ thưa ông, tôi là Quý. Ông là Việt kiều ở Canada mới về thăm nhà có phải không ạ?" Trực sốt ruột: "Vâng, ông tìm tôi có việc gì?" Để khỏi mất thì giờ nhập đề, Quý móc túi lôi ra cái bóp của Trực và hỏi: "Thưa ông, chắc cái này là của ông." Trực chố mắt nhìn rồi theo phản ứng tự nhiên đưa tay chụp lấy mở banh ra. Đúng là cái ví da gã đã mua ở Eton 2 năm về trước, màu nâu bóng đã bạc trắng ở chỗ gấp. Trực lật tới lật lui, moi hết các ngăn nhưng chẳng còn gì ngoại trừ mấy tấm danh thiếp nằm trong đó. Trực ngẩng lên nhìn Quý vừa e dè vừa bực bội. Như vậy là Trực đoán không sai, bọn cướp đưa vật này làm tin để đòi Trực chuộc tiền. Thôi, như vậy cũng được, khỏi mất công Trực đi kiếm kẻ thù. Khổ sở ngồi ngoài lề đường đợi như đêm qua, Trực mời gã vào hẳn trong nhà, ngồi ở bàn ăn và lạnh lùng hỏi: "Ai chỉ ông đến đây gặp tôi?" Quý nhìn Trực đăm đăm, theo dõi mọi biến chuyển trên mặt gã. Lúc nãy khi Trực vừa mở cửa, Quý đã nhận ra ngay, bởi từ hôm qua đến giờ gã đã mở tới mở lôi cuốn passport và tấm thẻ công dân của Trực, nhìn ngắm hai bức hình màu dán trên hai chứng từ quan trọng đó. Quý chỉ giật mình không ngờ trên khuôn mặt ngoài đời hốc hác quá như vậy, Việt kiều hồi hương ít ai tiểu tụy như Trực, lại thêm bộ quần áo cũ mềm xốc xếch, đầu tóc bù xù, không khác gì một công nhân sau một ngày lao động cật lực trong nhà máy. Giá không nắm được giấy tờ của Trực, khó lòng Quý có thể tin là Trực từ nước ngoài về. Lúc mân mê tấm danh thiếp của khoa học gia bóp bùi trong tay, Quý hình dung ra một nhà bác học quắc thước, trọng tuổi, đeo kính cận, tóc lưa thưa hoa râm mà trong thâm sâu Quý hết sức nể phục. Nhưng khi nhìn qua tấm hình Trực dán trong sổ thông hành, Quý ngạc nhiên thấy Trực chẳng có vẻ gì là người trí thức. Tuy vậy, Quý vẫn rộng lượng đoán rằng tấm ảnh ấy chắc là Trực chụp trước khi thành tài. Bây giờ gặp mặt, Quý sửng sốt, đâm ra ngờ vực cả trình độ lẫn phẩm chất của Trực. Vẫn biết Việt kiều về nước đa số đều nói phét, nhưng Quý không tưởng tượng nổi có kẻ lại tự phong quá cao như Trực. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng. Quý đến đây không phải để điều tra lý lịch của Trực, mà là để xin Trực ít tiền tiêu vặt. Trả lời câu hỏi Trực vừa nêu lên, Quý chậm rãi móc túi áo, lấy tấm thẻ nhân viên chìa ra trước mặt, trịnh trọng nhắc lại bằng giọng nhà nghề: "Báo cáo ông, tôi là Quý, công tác ở Ti Công an Tân Bình." Trực giật mình ngây ngô hỏi lại: "Ông là công an?" Quý khẽ gật đầu, gấp thẻ hành sự cất vào chỗ cũ. Trực há mồm nhìn rồi lập tức đổi thái độ, hồi hộp hỏi: "Ông lấy được cái bóp này của tôi ở đâu? Còn bao nhiêu giấy tờ cơ mà, chỉ có mỗi cái bóp này thôi hay sao? Cái bóp này tôi không cần, tôi cho ông luôn đấy." Quý hơi nực vì câu nói của Trực. Tuy chẳng giàu sang nhưng gã cũng không đến nỗi túng thiếu mà phải đi xin cái ví rách của Trực. Quý dằn cơn giận, gượng cười hỏi: "Thưa ông đánh rơi cái ví này hay bị móc túi ạ?" Nhớ lời bọn cướp hăm dọa không được báo công an, Trực ngần ngại ngồi im đưa mắt ngó ra cửa sổ như sợ có kẻ theo dõi. Cho đến phút này, Trực vẫn còn chưa hiểu được lý do tại sao đêm qua chúng không đến điểm hẹn. Hay chúng nghi Trực thông đồng với công an? Nếu vậy thì nguy to,
trực có thể bỏ xác tại thành phố này. Con mắt nhà nghề của Quý vừa nhận ra ngay nét bối rối trên mặt Trực. Quý quả quyết: "Xin ông cứ nói thật, đừng ngại. Nếu cần tôi sẽ bố trí người bảo vệ ông ngày đêm. Ông không thành khẩn khai báo, chúng tôi không thể giúp ông được." Trực siêu lòng thú nhận: "Vâng, tôi bị cướp." Quý gật đầu hài lòng và nêu thêm một số thắc mắc quan trọng mà gã cần phải biết trước khi quyết định kế hoạch kiếm tiền của mình. Tuy thẩm vấn bằng giọng nhà nghề, nhưng gã luôn luôn giữ thái độ nhã nhặn cần thiết đối với người sẽ mang lại hoạnh tài cho gã. Gã nói: "Thưa ông mất tất cả những thứ gì ạ? Chỉ có cái ví không thôi hay là..." Trực ngắt lời: "Nhiều lắm, 5.000 đô la tiền mặt. Nhưng quan trọng nhất là passport với thẻ quốc tịch Canada, bằng lái xe nữa. Những thứ khác thì mất cũng không sao." Quý choáng váng muốn á khẩu vì con số ngoại tệ Trực nêu ra quá lớn. Lục trong túi thằng Du Đãng, Quý chỉ moi được có một tờ giấy 5 đô mà đã hài lòng lắm rồi. Gã chợt hối hận là đã quá sơ sài trong việc thẩm vấn và chỉ nghĩ đến dự định sẽ kiếm tiền ở Trực. Quý rút điếu thuốc châm lửa hút để tự trấn tĩnh, rồi hỏi một câu tối cần: "Thưa ông đã khai báo với công an chưa?" Trực đáp gọn: "Chưa." Quý nhắc lại: "Ông chưa hề khai báo cho ai biết." Ông nhớ lại xem công an phường, công an quận, công an thành, cả ba nơi ấy ông đã quan hệ với chỗ nào chưa? "Xin ông nói cho đúng ạ." Trực nhấn mạnh: "Chưa mà, tôi đã nói là tôi chưa khai với ai cả." Quý hết sức phấn khởi, như vậy là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như Quý dự định. Nếu Trực đã khai báo, Quý khó có thể làm ăn một mình. Gã lại hỏi: "Thưa ông có thể cho biết tại sao ông bị cướp mà không báo cho công an biết? Để chúng tôi bố trí nhân viên bắt kẻ gian." Trực không nhận ra thâm ý của Quý, khơi khơi đáp: "Tại chúng nó hăm tôi, chúng nó bắt tôi phải mang tiền tới chuộc mà." Quý giả vờ đau xót, tặc lưỡi, lắc đầu than: "Quân mất dạy, phen này tôi sẽ cho chúng nó biết tay. Thưa ông, chúng nó đòi ông bao nhiêu?" Trực đáp: 5.000. Quý sửng sốt kêu lên: 5.000 đô? Chết thật, đã lấy của ông 5.000 rồi, mà lại còn đòi thêm 5.000 nữa, láo quá. Từ lúc nắm được mớ giấy của Trực, Quý chỉ chủ tâm xin Trực độ nửa triệu, tương đương với hơn 100 đô la. Nhưng bây giờ thì Quý phải đổi ý, gã thấy mình dại. Bọn cướp đòi Trực tới 5.000 Mỹ Kim, tội gì Quý lại lấy rẻ như vậy? Quý kết luận: "Thưa ông, hiện giờ thì chúng tôi mới chỉ thấy có cái ví này của ông thôi. Báo cáo để ông rõ, chưa hôm qua các đồng chí công an đi kiểm tra khu vực Chợ Trời đã phát hiện và bắt giữ hai người thuộc thành phần khả nghi buôn bán ma túy có tiền án. Lúc tịch thu tang vật, các đồng chí ấy thấy có cái ví này của ông. Kẻ gian khai là bắt được ở lề đường. Chúng tôi liên hệ ngay với hải quan phi trường và được biết địa chỉ của ông ở đây, vội đem lại trả kẻo ông mong. Như ông đã biết, chính sách của nhà nước ta là triệt để bảo vệ du khách và Việt kiều về thăm nhà." Trực thở phào nhẹ nhõm, không muốn nghe giảng thêm chính trị, gã sốt ruột cắt ngang: "Tôi hỏi ông là ông có nhắm có lấy lại được passport và thẻ công dân cho tôi không?" Quý trấn an: "Như tôi vừa thưa với ông, hiện giờ thì chúng tôi mới chỉ tịch thu được cái bóp của ông thôi. Nhưng chúng tôi cần ông hợp tác để diệt tận gốc, nhất là những vụ trộm cắp có dính dáng đến Việt kiều." Trực khẩn khoản: "Cần nhất là cái passport, giấy visa với thẻ quốc tịch. Vài ngàn đô lỡ mất ông lấy lại được thì càng tốt, không cũng chả sao. Nhưng tôi nhờ ông cố gắng lấy lại giấy tờ cho tôi. Ông cho tôi lại nhà giam gặp chúng nó để chúng nó hết đường chối cãi." Quý mừng thầm trong bụng, điềm tĩnh gật đầu: "Vâng, thể nào nay mai cũng phải phiền đến ông. Hôm nay tôi đến đây là để nhờ ông xác nhận xem những lời khai của hai thằng ấy có đúng hay không. Một đứa nói không biết gì vụ này, còn một đứa kia thì khai là được đồng bọn chia cho có cái ví của ông thôi. Ngoài ra không có giấy tờ tiền bạc gì cả. Tuy nhiên như lời ông cho biết thì vụ này lớn lắm. Bắt được hai đứa rồi thì chúng tôi có thể lần ra đầu mối. Nhưng tôi sợ là ông phải chờ lâu đấy ạ. Bao giờ ông trở lại Canada? Chỉ sợ lâu quá thì nhỡ chuyến bay của ông. Ông cũng hiểu cho, các đồng chí công an ai cũng bận cả, mà họ chỉ làm hết giờ thôi. Điều tra những vụ án phức tạp như thế này đòi hỏi phải theo dõi cả ngày đêm, may ra mới có kết quả. Thành ra chúng tôi cần ông hợp tác ạ." Hai chữ hợp tác, Quý nhắc đi nhắc lại mấy lần, và lần nào cũng nhìn Trực nhấn mạnh.
nhưng Trực ngây ngô không hiểu ý của Quý, cứ gân cổ đáp là sẵn sàng ra tòa làm chứng. Trực còn nhấn mạnh: các ông cứ bắt thằng Tám, tài xế taxi công ty Satasi là lòi ra ngay. Chính thằng Tám gài tôi cho bọn cướp chứ không có ai đâu. Ông cho tôi gặp nó xem nó ăn nói thế nào. Quý không bận tâm đến chi tiết này, nhưng cũng làm bộ nhất trí ngay. Rồi cực chẳng đã, Quý đành phải gợi ý cụ thể hơn: thưa ông, tôi sẽ bố trí hẳn một toán 5 đồng chí phụ trách riêng về vụ này của ông. Nhưng mà cũng xin ông bồi dưỡng các đồng chí một tí để họ năng nổ hơn. Dứt lời, Quý nhìn Trực chờ đợi. Trực đờ mặt một lúc mới đoán được ý của Quý, hớn hở nói như reo: các ông lấy lại được giấy tờ cho tôi, tôi sẽ biếu các ông 2 triệu đồng. Quý cười dè dặt: thưa ông, tôi dự kiến là ít nhất cũng phải 5 nhân viên làm việc suốt ngày đêm mới có kết quả. Trực cũng vừa nhận ra là mình bổn xỉn. 2 triệu đồng tính ra chưa đến 500 Mỹ Kim. Bọn cướp đòi Trực nộp tới 5.000 đô la, tương đương với hơn 20 triệu bạc. Bây giờ có người đưa giấy tờ đến tận nhà cho gã, giảm được một nửa, cũng vẫn còn có lợi. Gã gật đầu: ông đã nói thế thì tôi hứa sẽ tặng các ông 4 triệu. Ông cứ đem passport và thẻ quốc tịch của tôi lại đây, tôi giao tiền ngay. Quý tạm hài lòng: vâng vâng, để tôi nói lại các đồng chí ấy cho các đồng chí ấy mừng. Quý đứng dậy siết chặt tay Trực, hẹn mai mốt sẽ trở lại. Trực tiễn ra cổng, 2-3 lần khẩn khoản dặn: ông cố gắng giúp tôi. Quý cũng 2-3 lần trấn an: xin ông an lòng, đối với Việt Kiều, chúng tôi có nhiệm vụ phải hết sức bảo vệ. Tạm thời xin ông bớt đi lại, nhỡ có chuyện gì lôi thôi chăng. Trực nhắc lại một lần nữa đề nghị bắt tài xế Tám để khai thác. Quý gật đầu hứa sẽ tiến hành ngay đêm nay, mặc dầu trong thâm tâm gã chưa hề nghĩ đến việc đó. Ngày hôm sau, Quý trở lại tìm Trực. Gã nóng ruột muốn đưa ngay giấy tờ để nhận tiền chuộc cho chắc, nhưng lại sợ làm như vậy lộ liễu quá, bởi điều tra một vụ cướp đâu có thể thành công nhanh chóng như thế được. Hiền đang nấu cơm dưới bếp, đứng nép sau mảnh ngó ra. Trực đã kể hết cho chị nghe và Hiền thở phào kết luận: thôi, cho chúng nó 1.000 đô còn rẻ chán em ạ. Đáng lẽ em phải chuộc tới 5.000 kia mà. Thôi, của đi thay người đừng có tiếc, miễn là lấy lại được giấy tờ là mừng rồi. Cho nên hôm nay vừa thấy Quý, Trực hỏi ngay: đã bắt được thằng Tám tài xế chứ? Có hy vọng gì lấy lại được giấy tờ của tôi không? Quý mỉm cười nhìn Trực trấn an: hôm nay Trực đã cạo râu, ăn mặc sạch sẽ, tuy dáng dấp vẫn chưa có vẻ gì là khoa học gia, nhưng cũng không đến nỗi bệ rạc như hôm qua. Quý tường trình vài diễn biến tưởng tượng rồi cáo từ. Trực nghe lời Hiền, mời Quý đi ăn theo lối xã giao cầu cạnh mà cả nước đang áp dụng, nhưng Quý từ chối, lấy cớ là nhiều việc quá, các đồng chí ấy đang chờ tôi ở ti. Quý không muốn Trực biết rõ gốc gác của mình, thậm chí lúc xuất trình thẻ nhân viên để tự giới thiệu, Quý đã bảo Trực là gã làm việc ở ti Tân Bình, mặc dầu thực sự thì Quý làm việc ở sở công an thành phố. Quý mới vào nghề tham ô, lúc nào cũng cảnh giác, đi ăn đi chơi đều hết sức kín đáo. Quý lấy làm lạ là đảng viên có những đứa hớ hênh như vụ Đường Sơn Quán, có những thằng đi Mercedes mui trần chở đàn bà con gái ăn mặc thời trang gieo hò khắp phố phường, lại có đứa để vợ con ở ngoài Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh sống một mình, nhưng nuôi đến mấy con ở trong nhà để sai vặt và giải trí. Chúng nó coi trời bằng vung, sớm muộn gì cũng thân tàn ma dại. Quý thì chủ trương làm ăn nhỏ, góp gió thành bão, theo đúng châm ngôn bí mật và chắc chắn. Quý có thể đòi Trực nhiều hơn, nhưng với Quý lúc này, 1.000 Mỹ Kim đã là một lưng vốn lớn rồi, không nên tham lam quá. Gã bắt tay Trực và hãnh diện lên tiếng: xin báo để ông mừng, chúng tôi đã bắt được trọn ổ. Bây giờ tôi đưa ông đi lấy lại giấy tờ. Trực thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái như kẻ được tha án tử hình. Không ngờ câu chuyện lại kết thúc thật đơn giản. Mặt Trực rạng rỡ hẳn lên: sao không mang ngay lại đây cho tôi đỡ mất thì giờ hơn? Quý nghiêm nghị: thương, ở đây không tiện. Quý không giải thích là tại sao không tiện, nhưng Trực cũng chẳng cần hỏi thêm, bởi cái cảm xúc ngây ngất của kẻ chết đi sống lại còn đang chan hòa trong trí. Dù sao thì Quý cũng phải cảnh giác, sợ Trực gài người theo dõi hoặc gắn máy thu băng tại nhà. Thiếu gì đồng chí của Quý, chỉ vì hớ hênh một chút đã không được ăn mà còn vào tù. Trực nói: ông không báo trước tôi chưa có kịp đổi tiền. Quý mừng rỡ đáp nhỏ: dạ thưa ông cho Mỹ Kim cũng được.
cứ tính đúng giá ở dịch vụ kiều hối. Trực gật đầu bảo Quý ngồi chờ để vào buồng thay quần áo. Kể từ giờ phút này, Trực có quyền hiên ngang trở lại với con người cũ, đúng với địa vị cao sang đích thực của một Việt kiều hồi hương. Trong túi còn 2.400, trả cho Quý 1.000, phần còn lại vẫn thừa để ăn chơi ít nhất cũng nửa năm. 4 đêm nằm quạnh hiu ở nhà bà chị, thao thức nghe tiếng muỗi vo ve bay quanh. Trực ê ẩm, không còn tha thiết gì với cuộc đời nữa, chỉ mong chắp cánh bay về Canada lãnh vo ve cho qua ngày. Nhưng bây giờ thì khác, Trực sẽ tái xuất giang hồ, lưu lại đất nước thêm một thời gian, tiêu xài cho đến đồng bạc cuối cùng rồi lên máy bay cũng không ân hận. Quý vị đang theo dõi truyện dài Cõi Đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn thứ 6, tức là cuốn cuối cùng. Con người vốn mau quên, Trực thì lại càng đổi thay nhanh hơn thiên hạ. Về Canada bây giờ, mò mẫm đi xin việc vất vả lắm, chưa kể 5-7 người nhờ chuyển tiền, Trực chưa trao mà đã tiêu lạm, khó ăn khó nói quá, chi bằng kéo dài ngày tháng hưởng thụ. Mọi chuyện rồi sẽ tính sau. Trực sẽ bỏ hẳn ra vài trăm đô, mướn công an đến vũ trường lùng bắt đứa con gái đã gạt gẫm gã, và nhất là phải tóm cho bằng được thằng tài xế phản bội, xúi công an đánh cho nó một trận nên thân để Trực hả giận. Ở xứ này đem tiền mua mạng người còn được, huống chi Trực chỉ cần nện cho tám một trận. Vừa thay quần áo, Trực vừa tính toán. Lúc gã từ trong bếp đi ra, Quý chố mắt nhìn vì Trực đã hoàn toàn lột xác. Gã hân hoan bước ra, leo lên ngồi phía sau Quý, cười nói huyên thuyên như muốn gỡ gạc lại mấy ngày thầm lặng vừa qua. Nhận giấy tờ xong, Trực đón taxi về nhà. Phong và Hiền hồi hộp chờ sẵn ngoài cửa. Vừa thấy Trực, cả hai lao đầu ra dồn dập hỏi: "Sao, lấy lại được giấy tờ chưa?" Rồi Phong hỏi tiếp: "Êm xuôi cả chứ?" Trực cười cười gật đầu: "Xong cả rồi." Hiền lắc đầu nhìn Trực, lôi gã vào nhà, ngồi ở bàn ăn và bắt đầu giảng: "Thôi, cậu về chuyến này, cậu làm anh chị mất ăn mất ngủ. Cảm ơn trời Phật, cậu lấy lại được giấy tờ, nhưng cũng là một bài học để cậu cẩn thận hơn. Thôi thì xem chỗ nào nhờ người ta chuyển tiền, người ta chuyển tiền còn được bao nhiêu đem giao phứt hết đi. Thiếu những ai thì khất với người ta, rồi về bên ấy liệu mà kiếm tiền trả lại. Mấy người bạn của cậu như là vợ chồng thằng Chứ, thằng Toàn đều là người tốt cả. Làm bữa cơm mời họ lại ăn, nhân tiện rồi tử giã luôn thể. Về đi cậu à, đừng coi đây nữa." Một tuần sau, Trực chuẩn bị trở lại Canada. Đắn đo mãi, gã quyết định phải gặp Phượng một lần nữa. Gã nhẩm trước những câu sẽ phải nói khi giáp mặt ông bà Đường. Cũng dễ thôi, cháu đến chào hai bác với cô Phượng để về Canada. Mất gì một lời ân nghĩa lưu lại mai sau. Ông Đường dù khó tính đến đâu cũng sẽ phải tiếp Trực bởi vì lịch sự. Người ta đến chào mình, chẳng nhẽ mình lại lạnh nhạt. Rồi trong câu chuyện trao đổi, nếu thấy Phượng còn để lộ một chút lưu luyến, thì khi về Canada, Trực sẽ viết thư nối lại tình xưa. Trực xuống taxi trước cửa, đứng nép vào tường thở mạnh rồi rẽ vào. Gã bước lên thềm ho nhẹ một tiếng và mạnh dạn gõ cửa. Bà Đường đang ngồi ở bàn ăn kiểm lại mấy sấp vải hàng ngoại Phượng mới mua sáng nay, ngẩng đầu nhìn ra và chố mắt ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của Trực. Bà đứng bật dậy, nhưng lưỡng lự một lúc rồi mới tiến ra. Bà không biết phải cư xử thế nào với Trực, bởi bà không ngờ Trực còn dám vác mặt đến đây. Bà càng lúng túng hơn, bởi vì trong nhà bà đang có sự hiện diện của Quang ngồi nói chuyện với Phượng dưới gốc cây.
cây ổi đằng sau bếp. Trực nở nụ cười gượng gạo. Thưa bác, cháu đến chào hai bác với em Phượng để về Canada ạ. Mặc dầu thiếu tự tin nhưng Trực cũng phun ra câu nói đó rất trơn tru vì đã nhầm trước. Bà Đường đứng yên phía trong, không đon đả mời Trực vào, bởi chính bà cũng thấy có cái gì ngượng ngùng khó xử khi gặp lại thằng rể hụt. Khá lâu bà mới nói nhỏ. Ông nhà tôi đi vắng rồi. Bà nói câu ấy hàm ý muốn đuổi Trực đi, nhưng Trực thấy phấn khởi hẳn lên, bởi trong thâm sâu chính gã đang mong ông Đường không có nhà. Gã mạnh bạo hỏi, Phượng có nhà không bác? Bà Đường đã toan nói dối nhưng lại đổi ý. Bà nhận ra những nét đổi thay xuống dốc trên khuôn mặt và toàn thân Trực, và đoán chắc sở dĩ Trực tiều tụy mau chóng như vậy là chính vì con gái bà. Dù sao bà cũng có một phần lỗi trong vụ này. Hơn thế nữa, sau khi chuyện đổ vỡ, những món quà Trực mua tặng gia đình bà vẫn còn nằm yên để bà sử dụng. Cái tivi, chiếc cassette và bao nhiêu thứ lặt vặt khác, món nào cũng có thể đem bán lấy tiền, đều là những trang bị đáng giá do Trực mang lại. Bà không thể quên được. Bà cảm thấy tội nghiệp, yếu ớt bảo Trực. Có, nhưng mà cậu gặp nó làm gì nữa? Rồi chị, bà chị của cậu đấy lại trách chúng tôi. Trực buồn rầu. Thưa bác, thứ hai này cháu đi rồi, chẳng biết bao giờ cháu mới về lại. Thôi thì trước khi lên đường, cháu đi một vòng chào người quen. Bà Đường mủi lòng nói nhỏ. Thôi thế thì cậu chờ tôi tí nhé. Bà quay vào bước nhanh ra sau bếp, hốt hoảng bảo Phượng. Này, thằng Trực nó chào mày, ngày mai nó về Canada đấy. Phượng đang ngồi trên chiếc ghế đầu, tựa lưng vào gốc ổi, say mê nghe Quang kể chuyện đời sống ở Mỹ, giật mình đứng bật dậy tròn mắt hỏi. Ủa, ông ấy dám đến đây hả mẹ? Bà Đường nói. Đang đứng ngoài sân kia kìa, mày có muốn gặp thì ra mà gặp một tí. Phượng đưa mắt nhìn Quang hỏi ý. Quang hớn hở giục Phượng. Gặp thì gặp chứ sợ gì. Vừa nói gã vừa đứng dậy. Điếu xì gà chưa châm lửa, Quang đưa lên miệng, ngậm lệch một bên mép theo thói quen, rồi sửa lại điệu bộ, nhét vạt áo phía sau vào sâu trong cặp quần, chỉnh lại cái nơ đỏ thẫm trên cổ cho ngay ngắn, nghênh ngang mang bộ mặt chiến thắng, bước ra nhìn Trực bằng nửa con ngươi. Gã nói như reo. À, khoa học gia bóp bùi, lâu quá mới gặp lại, mấy bữa nay đi đâu lặn đâu mà kỹ quá, vô chơi, vô chơi. Quang thản nhiên bắt tay Trực kéo gã vào nhà, y như mình là chủ nhân, hoặc ít ra cũng có dính dáng rất gần đến gia đình Phượng. Từ thái độ đến giọng nói đều toát ra cái vẻ thách thức châm chọc, khiến Trực ngứa gan chỉ muốn vả vào cái mặt mất dạy của thằng tình địch. Nhưng Trực yếu thế quá, không làm gì được Quang. Ngay cả môn võ mồm cũng kém Quang một bậc. Độc quyền nói phét thì Trực không thua ai, nhưng đấu khẩu cãi lý với kẻ khác thì Trực là một thằng ngọng. Gã không ngờ có Quang ở đây, biết thế đã không đến, bởi đến chỉ chuốc lấy thêm tủi nhục. Trực ngạc nhiên tự hỏi tại sao ông giáo Đường lại cho phép Quang thản nhiên vào tận trong bếp để tán con gái mà không xua đuổi như đã từng tàn nhẫn tống cổ Trực. Chẳng lẽ ông Đường chỉ say mê Việt kiều ở Mỹ, còn vì Trực từ Canada cho nên bị ông kỳ thị chăng? Gã chưa biết phải nói gì thì Quang lại giục. Vô chơi đã. Trực gượng cười. Ông làm như nhà ông nên ông mời tôi à? Phượng vội đỡ lời. Mời anh Trực vào nhà chơi, tưởng là anh về Canada rồi. Trực nghiêng mặt đáp. Bữa nay anh đến để chào Phượng, thứ hai anh về. Phượng lạnh nhạt. Về chi sớm vậy, có người ở lại Việt Nam cả năm kia mà. Quang cố làm ra vẻ nghiêm trang, tha thiết bảo Trực. Những cái thằng thất nghiệp hoặc làm nghề tự do như tôi thì muốn ở bao lâu cũng được. Nhưng ông là khoa học gia, công việc có liên hệ đến vận mạng cả một nước. Ông không nên nán lại lâu. Tôi sợ giờ này Thủ tướng Canada đã cho người đi tìm ông rồi đấy. Trực cay đắng ú ớ chào Phượng. Thôi anh đi đây, anh gửi lời chào hai bác. Chưa dứt câu, Trực đã hầm hầm quay bước xuống sân, khiến Quang chợt thấy hối hận vì đã đùa giỡn quá đáng. Bởi chính Quang cũng là thằng nói phét và bịp bợm như bao nhiêu thằng Việt kiều giống như Trực. Chỉ hơn Trực một điểm là Quang kín đáo và khôn khéo hơn. Gã chạy theo Trực, níu Trực lại, rồi nghiêm mặt ra vẻ ưu tư nói. Trực à, ông quen Phượng trước tôi, dù sao thì cũng là bạn, tôi chả giấu gì ông. Có lẽ tôi và Phượng sắp làm đám cưới, xong xuôi thủ tục rồi thì tôi mới về. Thôi ông về trước, ông lên đường bằng an nhé. Câu nói phét của Quang tàn nhẫn như nhát dao đâm vào cổ Trực. Đầu gã quay cuồng như sắp té xuống. Đã hình dung ra nét mặt phẫn phơ đều cáng của Quang bên cạnh Phượng trong bữa tiệc cưới linh đình mà gã có lần coi
Trong video trước khi về nước, chú rể Việt Kiều mặc tuxedo lộng lẫy, mặc dầu mồ hôi đổ ra loang loáng. Đôi chân lạng quạng đưa trực thất thểu trên hè phố, xốn sang quay về câu hỏi cũ. Tại sao ông giáo đường cương quyết đuổi Trực mà lại cho phép Quang gần gũi Phượng? Trực nhớ lại lời chị Hiền trách mắng gã là vì gã mà Mạc bây giờ dứt khoát không quay về với Phượng nữa, mặc dầu Phượng và ông giáo đường đã từng gặp Mạc vài lần để trần tình và ngỏ ý chắc nối. Như vậy thì phải chăng vì Mạc đã chính thức từ hôn cho nên ông giáo đường bằng lòng cho con gái giao du với người khác? Nếu đúng thế thì quả thật Trực đã dọn cỗ sẵn cho thằng Quang sơi, và điều này mới là một vết thương chua xót nhất trong lòng Trực. Khi Trực về đến nhà, ngọn đèn tròn ngoài hiên đã bật sáng. Hiền đang đứng nói chuyện với hai người khách lạ. Đó là một cặp vợ chồng được thân nhân ở Canada nhờ Trực chuyển tiền về, nhưng cả tháng nay Trực không giao. Anh chồng chạc tuổi Trực, dáng người cao lớn đen đủi, tay mân mê cái nón vải, đứng cạnh bà vợ vừa mập vừa lùn. Thấy Trực, Hiền mừng rỡ reo lên: "Em tôi về kia kìa, ông bà nói chuyện với nó, chứ tôi thì có biết gì đâu." Hai người vội bỏ Hiền hớn hở bước ra đón Trực. Cả hai cúi đầu kính cẩn chào. Rồi người chồng móc ngay trong túi bức điện tín chìa ra trước mặt Trực và nói: "Thưa ông, em tôi là Nguyễn Văn Nhung ở Toronto, có nhờ ông mang về dùm cho tôi $1,000 ạ." Thấy hàng xóm hai bên ngó sang theo dõi, Hiền vội nhắc Trực: "Cậu mời ông bà ấy vào trong nhà nói chuyện." Trực gật đầu nói nhỏ với khách: "Vô đây đã." Rồi đi thẳng vào nhà, kéo ghế ngồi ở bàn ăn. Cặp vợ chồng đòi nợ khúm núm đứng bên cạnh chờ Trực hai ba lần rồi mới dám ngồi xuống. Hiền bật thêm đèn, khép bớt cửa lại, rồi bỏ xuống bếp lo bữa ăn tối đang nấu dở dang. Người đàn bà nhập đề: "Dạ, chúng em chờ mãi không thấy ông giao tiền, lại phải đánh cái điện sang Canada. Chúng em hỏi thăm mấy hôm mới tìm ra địa chỉ của ông đấy ạ." Trực đứng dậy tiến lại góc nhà, lôi cái vali dưới gầm đi văng, moi ra cuốn sổ nhỏ gói chung với mấy lá thư trong bọc ni lông. Gã lật sổ hỏi: "Ông tên gì?" Người đàn ông đáp: "Dạ, tôi là Nguyễn Văn Sâm, em tôi là Nguyễn Văn Nhung ạ." Trực hỏi cho có chuyện thôi, chứ ngay từ lúc nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài sân, gã đã biết đó là anh của thằng bạn mình, bởi Sâm và Nhung rất giống nhau. Trước hôm lên đường về Việt Nam, Trực ngồi với Nhung ở phố tàu, nhận 1,000 Mỹ Kim của Nhung và nghe thằng bạn lào bào chửi bà chị dâu bị giật hụi, đánh điện tín tới tấp sang cầu cứu. Nhưng người bạn dặn Trực phải chuyển ngay món tiền này cho anh chị để giải quyết cơn gia biến, mà theo lời bà chị dâu thì đang hết sức bị đát. Trực lật cuốn sổ rồi phân trần: "Tôi có đến nhà anh chị đấy chứ, tìm anh chị giao tiền nhưng mà anh chị đi vắng." Vợ chồng Sâm biết Trực nói dối nhưng không tiện lên tiếng cải chính, là vì cả tháng nay hai vợ chồng cứ thay phiên nhau ngồi đợi, lúc nào cũng túc Trực ngó ra đường. Trực đến không thể không gặp một trong hai người. Trực lên tiếng: "Tôi không có sẵn tiền ở nhà, trưa mai anh chị quay lại đây." Hai người thất vọng đưa mắt nhìn nhau, rồi bà vợ vớt phát đề nghị: "Thưa với ông anh, chúng em đang cần tiền gấp quá, ông anh ứng trước cho một nửa cũng được, chỗ còn lại thì sáng mai chúng em tới xin nốt ạ." Trực cười: "Tôi nói thật mà, anh chị không tin à? Tôi không có đồng bạc nào cả, giữ một đống tiền ở nhà làm gì? Sáng mai tôi ra dịch vụ Kiều Hối đổi tiền, độ 12 giờ trưa thì anh chị đến đây, tôi đưa hết." Sâm dễ dãi gật đầu, nhưng bà vợ hết sức áy náy. Đồng tiền liền khúc ruột, chưa nắm trong tay là chưa thể an lòng được giữa cái xã hội đầy bất trắc này. Ngày mai quay lại, dù không gặp Trực thì sao? Chị sẽ sẵn sàng ngồi đây suốt đêm hoặc nằm ngủ ngoài hiên để sáng mai cùng Trực đi đổi tiền ở dịch vụ Kiều Hối. Hai vợ chồng cùng đứng dậy và xoa tay kể lể hoàn cảnh bi đát của mình nhằm gợi lòng thương của Trực. Nhưng Trực vẫn cắt ngang: "Anh chị về đi, tôi đã nói mai tôi đưa tiền là ngày mai." Hai người đành lủi thủi bước ra. Sáng hôm sau Trực dậy sớm, mặc dù cả đêm chập chờn tỉnh giấc mấy lần, chuyện tiền bạc không làm gã bận tâm lắm nữa, nhưng hình ảnh của Quang và Phượng cứ day dứt mãi trong đầu. Trực vén mùng chui ra, tiếng mũi bay vo ve quanh tai làm gã rất khó chịu. Gã tiến lại cửa sổ, mở hé ngó ra và giật mình thấy vợ chồng Sâm đã có mặt ngoài sân, mặc dầu trời còn mờ tối. Hai người kiên nhẫn ngồi trên hông đa, dựng sát khóm bông giấy quay mặt ra đường. Sâm phì phèo điếu thuốc lá,
còn bà vợ thì cầm gói xôi véo từng miếng lớn đưa lên mồm, chực thở dài xuống bếp đánh răng rửa mặt. Hiền còn đang ngủ nhưng Phong cũng đã thức dậy, ngồi uống trà hút thuốc lào thưởng thức nhạc vàng phát ra nho nhỏ từ cái radio cassette của Nhật. Anh hỏi Trực: "Cậu định đi đâu mà dậy sớm thế?" Trực buồn rầu: "Chưa mở mắt dậy đã có khách chờ ngoài cửa." Phong ngạc nhiên: "Khách nào vậy?" Trực đáp: "Đòi tiền chứ khách nào." Phong thản nhiên: "Thì tiền của người ta thì đưa cho người ta là đúng rồi." Trực rửa mặt qua loa rồi tiến lại ngồi cạnh bên Phong. Phong hỏi: "Thế thứ hai cậu đi à?" Trực gật đầu. Phong bưng tách trà uống một hớp rồi tiếp: "Thôi thăm nhà như vậy cũng đủ rồi, mất giấy tờ mà lấy lại được là quá mừng. Sang năm cậu có về chơi nữa hay không?" Trực lắc đầu buồn bã, hình ảnh Phượng lại hiện ra trong trí. Gã ngồi yên lặng một lúc rồi đứng dậy thay quần áo. Gã khoác chiếc jacket mùa hè, nhét hết giấy tờ và vé máy bay vào túi áo. Nhớ lời Quang dặn, hôm nay Trực sẽ đi gặp thằng trưởng toán hướng dẫn du lịch để bảo hắn xác nhận chuyến bay trở lại Canada. Trực kiểm lại tiền bạc, cài nút túi quần sau rồi bước ra sân. Nghe tiếng mở cửa, vợ chồng Sâm vội tụt xuống xe, niềm nở cất tiếng chào. Trực lờ lờ nhìn và trách: "Ông bà sợ tôi trốn luôn hay sao mà đến sớm thế?" Vợ Sâm vội vã phân trần: "Chết, ai lại dám nghĩ thế? Chúng em bàn nhau đến mời, dạ mời anh đi ăn sáng, rồi nhân thể theo anh đi đổi tiền, khỏi quay lại đây là mất thì giờ của ông anh lắm ạ." Trực đứng trên thềm thọc hai tay vào túi quần hững hờ hỏi: "Còn sớm quá, ăn ở đâu bây giờ?" Sâm vui vẻ đáp: "Dạ không sớm đâu, tiệm phở thì người ta mở cửa từ 4-5 giờ sáng kìa." Trực thả bộ ra đường đón taxi, Sâm dắt Honda đi bên cạnh thăm hỏi vớ vẩn về đứa em ở bên Canada mà thực sự anh đã biết rất rõ. Bà vợ lẽo đẽo đi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa đẩy vài câu khôn khéo để tâng bốc Trực. Xã hội lạ lùng, đi đòi tiền của chính mình mà lúc nào cũng phải cầu khẩn, y như xin một ân huệ kẻ khác ban cho. Ngay ở đầu hẻm, Trực thấy một chiếc taxi đậu bên lề đường trước quán cà phê bên cạnh sạp báo. Gã tiến lại và hơi giật mình nhận ra chiếc xe rất quen mắt của công ty Satashi, khiến gã liên tưởng ngay đến Tám, người tài xế thân cận suốt một tuần lễ đầu tiên ở Sài Gòn. Trực khom người nhìn vô phía trong và càng thấy giống hệt chiếc xe của Tám. Chỉ tiếc một điều là gã không nhớ bảng số nên không thể quyết đoán được. Tuy vậy, lòng Trực cũng bùng lên những cảm giác hận thù cũ, những ngày điêu đứng vất vả vì bị Tám phản bội. May mà Quý tình cờ tìm được lại giấy tờ cho Trực, chứ nếu không thì giờ này Trực đã thành kẻ lêu bêu bất hợp pháp giữa một xã hội hỗn loạn. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng hỏi phía sau: "Dạ thưa ông cần xe?" Trực giật mình quay lại, người tài xế trẻ hơn Tám, dáng cao và khỏe, vừa từ trong quán cà phê chạy lao ra, quăng điếu thuốc đang hút dở, dùng mũi giày Bata di nát trên mặt đất. Trực gật đầu, tài xế mở cửa sau lễ phép mời Trực. Vợ chồng Sâm hai ba lần dặn cả Trực lẫn người tài xế: "Lại phở Hiền Vương nhé." Taxi lăn bánh, Sâm phóng Honda bám theo thật sát, chỉ sợ Trực đổi ý ra lệnh cho tài xế bỏ rơi hai vợ chồng mình dọc đường. Trên xe, người tài xế trẻ tuổi ân cần gợi chuyện Trực bằng lời lẽ hết sức lễ phép và thân tình, khiến Trực lúc đầu không có ý định tiết lộ mình là Việt Kiều, mà rồi vui câu chuyện gã lại phun ra. Và phun ra rồi thì lại hối hận, bởi vì nhớ ngay đến Tám. Tám cũng hiền lành, nhanh nhẹn và lễ phép chẳng khác gì người này. Có ngờ đâu Tám lại gài Trực cho bọn cướp lột tiền. Chim đậu cành mềm, từ nay Trực không thể tin bất cứ thằng tài xế taxi nào nữa. Xe rẽ sang đường Pasteur, gần tới chỗ hẹn, tài xế giảm tốc độ rồi bảo Trực: "Thưa ông, nhìn ông tôi biết ngay, Việt Kiều về nước không thể nào mà lẫn với người bên này được. Không phải chỉ vì nước da trắng đâu ạ, mà ngay cả dáng đi, cách ăn mặc đều khác." Anh cũng không quen nịnh Trực vài câu để rồi cuối cùng gã gẫm: "Thưa ông vào ăn phở, tôi ngồi đợi, rồi tôi xin phép để được đưa ông về ạ." Trực rất thông cảm, bởi gã biết taxi nào cũng mong gặp khách sộp, gã dễ dãi: "Cũng được, tôi còn đi nhiều nơi, tôi bao anh cả ngày hôm nay cho tiện, chiều anh đưa tôi về." Người tài xế mừng rỡ: "Dạ, cảm ơn ông ạ." Im lặng một lúc, Trực đột ngột hỏi: "Anh tên gì?" Người tài xế vội đáp: "Dạ tôi tên Hùng ạ." Thực ra thì tên anh không phải là Hùng, vì Trực hỏi đột ngột quá mà anh không muốn Trực biết rõ danh tánh, cho nên vội phịa ra cái tên quen thuộc cho dễ gọi mà thôi. Tên thật của anh có ghi trong giấy tờ là Khiến. Xe dừng lại trước tiệm phở,
bước vào quán. Khiến thì xà lại cái quán cóc dưới gốc cây bên cạnh, kéo chiếc ghế thấp lè tè gọi ly cà phê bí tất nhâm nhi để chờ trực. Anh suy nghĩ về kế hoạch của mình và tin tưởng mọi việc sẽ diễn ra một cách êm xuôi. Gặp được trực, đưa trực lên xe là bước đầu kể như thắng lợi. Theo lời dặn của Tám, Khiến mang taxi lại đậu ở đầu ngõ đã hai hôm liền, lúc trời chưa hừng sáng. Ngày thứ nhất, có Tám đi cùng để giúp Khiến nhận diện. Tám ngồi giấu mặt trong quán cà phê và anh thất vọng thấy trực phóng Honda ra. Ngày thứ hai, trực ngồi phía sau Honda do một người khác chở. Đi không rồi lại về không, có lúc Tám đã chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng Khiến thì kiên trì, quyết chí tìm trực để trả thù cho anh rể. Cả một tuần nay Tám điêu đứng về vụ trực bị cướp. Do lời khai của trực, Quý mò đến tận công ty xin một bản lý lịch của Tám, rồi ngay tối hôm đó tới nhà còng tay Tám đem về văn phòng đích thân điều tra. Tám ngơ ngác không hiểu tại sao mình bị bắt, luôn miệng kêu oan. Lần đầu tiên bị đưa về sở công an thành phố, ngồi đối diện Quý trong căn phòng vắng dưới ngọn đèn tròn úa vàng, Tám toát mồ hôi run lẩy bẩy đến độ Quý tháo còng và mời Tám hút điếu thuốc. Ông cầm cái hộp quẹt bật mãi không cháy. Những màn tra tấn khủng khiếp mà ông thường nghe nói đến, những trận đòn điều tra hung bạo mà bạn bè thường kể, sống dậy trong đầu Tám, làm ông hình dung ra cả một chuỗi ngày đen tối sắp xảy đến, đưa giao đình ông sang một khúc rẽ thê thảm. Quý gấp hồ sơ lại trước mặt, ngẩng lên nhìn Tám, thản nhiên nói cho ông biết tổ chức chuyên ám sát Việt Kiều để cướp của mà Tám có chân trong đó đã bị bắt gần hết. Quý khuyên Tám nên thành khẩn khai báo để được cách mạng khoan hồng. Tám tái mặt muốn té xỉu, ấp úng không nói được lời nào, chỉ luôn mồm kêu oan. Quý liên hệ một vài vụ mới xảy ra, hai Việt Kiều đi xích lô máy bị chém chết dưới chợ Sài Gòn, một Việt Kiều bị đâm ở khu vườn chuối, một Việt Kiều bị cướp xông vào tại nhà đường Võ Văn Tần và vụ giết Việt Kiều quăng xác ở cầu Bình Điền. Tất cả đều được đăng tải chi tiết trên báo công an thành phố và dĩ nhiên Tám đều trực tiếp hay gián tiếp nhúng tay vào những tội ác đó. Quý kết luận: mới đây đó là vụ cướp ông Bùi Quang Trực lúc 11 giờ đêm ngày 25 tháng 9 ở đường Nguyễn Huệ. Chính anh đã chỉ điểm, dẫn đường cho đồng bọn để chúng lấy hết giấy tờ của ông Trực cùng với 5.000 Mỹ Kim ông ấy mang trong người. Tám há hốc mồm nhưng không nói được lời nào. Trong giây lát nước mắt nghẹn ngào trào ra. Ông không còn tin vào câu ở hiền gặp lành nữa, bởi bản thân ông trời sinh ra quá hiền lành. Từ thuở còn đi lính, ông đã luôn luôn chịu thiệt thòi trong đơn vị bởi thiếu lanh lợi. Miền Nam đổi chủ, ông còn thiệt thòi hơn nữa bởi xã hội đẩy người ta vào hoàn cảnh phải bon chen và giành giật. Ngay trong gia đình, ông cũng vẫn nhận phần thua kém mà không hề mở miệng phàn nàn. Ba anh em hùn nhau mua chiếc taxi giao cho ông lái. Ông chạy hồng hộc cả ngày, ốm đau không dám nghỉ. Thế mà lâu lâu bà chị dâu vẫn ngờ vực ông cắt xén hoặc xa gần chê ông lười biếng. Ông tự hỏi tại sao ông sống ngay thẳng như thế mà hôm nay lại bị bắt đẩy vào đây. Trời quả thật không có mắt. Ông lau nước mắt phân giải với Quý: xin ông cho tôi gặp ông Trực ạ. Ông Trực biết tôi là người đàng hoàng mà. Tôi chạy xe cho ông cả một tuần lễ. Ông cứ cho tôi gặp ông Trực, không thì oan cho tôi lắm ạ. Quý đập bàn gắt lên: thì chính ông Trực tố giác anh là đầu mối của vụ cướp, anh còn nói gì nữa. Ông ấy không tố anh thì tôi biết anh là thằng nào mà mời anh về đây. Tám kinh hãi nhắc lại: thưa ông Trực, thưa tôi. Tám không thể ngờ lại có chuyện ngược đời như vậy. Mấy hôm nay Tám rất băn khoăn, nhiều lần định ghé thăm Trực để hỏi xem Trực đã lấy lại được giấy tờ hay chưa. Trong lòng Tám, Trực luôn luôn là một ân nhân khả kính mà Tám hết lòng quý yêu. Chỉ vì nghe lời xúi của Quang, Tám đã bỏ Trực giữa đường, giữa lúc Trực lâm nguy. Điều ấy đến giờ này vẫn còn làm Tám áy náy. Quý kết luận: nếu anh không thành khẩn khai báo, tôi sẽ đưa anh xuống công an chấp pháp để các đồng chí dưới làm việc. Anh nhận tội, tôi sẽ có cách giúp anh. Tám lắc đầu mếu máo: thưa ông Trực bị cướp, tôi còn định cầm xe đưa tiền cho ông ấy chuộc giấy tờ, vậy mà ông ấy nỡ đổ tội cho tôi. Quý chỉ mặt Tám nhấn mạnh: nếu anh không phải là thủ phạm, tại sao đang ngồi với ông Trực ở quán cà phê anh bỏ trốn? Tám cố lấy lại bình tĩnh, kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Quý nghe, từ lúc Trực một mình tán gái ở phòng trà cho đến khi ông gặp Quang ở tiệm cà phê và Quang khuyên ông nên không nên cầm xe để đưa cho Trực. Câu chuyện dài dòng vấp váp làm Quý rất sốt ruột, bởi thực tâm Quý không muốn nghe. Quý có ý định bắt Tám đâu, Quý chỉ muốn kiếm một chút tiền, cho nên Quý hỏi Tám: chúng nó chia tranh bao nhiêu? 5.000 Mỹ Kim của ông Trực, vị chi là hơn 30 triệu bạc. Chúng nó chia tranh được bao nhiêu? Tám uất ức kêu lên:
Thương tôi đâu có biết gì. Quý giờ giọng nhà nghề. Chính sách của nhà nước ta hiện nay là triệt để bảo vệ du khách nước ngoài và Việt kiều về thăm nhà để đảm bảo làm tốt công tác du lịch. Bọn phản động cấu kết với những phần tử xấu chuyên cướp của và ám sát Việt kiều sẽ bị trừng trị đích đáng. Riêng trường hợp của anh, vì nhẹ dạ đã bị các thành phần xấu xúi giục, tôi có thể nới tay cho anh. Lần đầu, Quý nói quanh co một hồi rồi đưa ra con số 2 triệu đồng, hẹn trong 3 ngày Tám phải có sẵn để gã đến lấy. Tám tuy vui mừng vì khỏi phải tù, nhưng nghĩ đến món tiền hối lộ quá lớn, Tám u sầu nài nỉ Quý giảm giá. Và Quý dứt khoát: không có tiền thì bán taxi đi, hay là muốn đi tù. Tùy đấy, tội giết Việt kiều nhẹ lắm cũng vài chục năm. Dứt lời, Quý tiến lại mở cửa, đưa mắt nhìn ráo rác hai bên hành lang và khoảng sân mờ tối trước mặt. Đêm đã khuya lắm, ở phòng trực ban đèn còn sáng và mấy cái đầu chụm vào nhau sát phạt. Quý khoác tay gọi Tám: thôi đi về, cứ thế mà tiến hành. Gã bảo Tám leo lên xe, phóng ra đường Trần Hưng Đạo, chạy một quãng khá xa rồi đẩy Tám xuống. Sáng hôm sau, Tám nằm vật ở nhà ngao ngán không muốn chạy xe ra đường nữa. Bà vợ đau lòng chạy sang than thở với vợ chồng người em gái của Tám. Mới hôm nào bà nghe Tám hết lời ca ngợi Trực, người khách quý từ phương xa bất ngờ mang lại hoạn tài cho gia đình bà suốt cả tuần lễ. Hôm nay thì chính người khách ấy đưa Tám vào đường bế tắc. Tám thú thật với vợ là đã toan cầm xe lấy tiền đưa cho Trực. Thế mà bây giờ ông ấy nỡ vu cáo cho mình. Tám nhắc đi nhắc lại lời than thở não nề ấy, rồi ông choàng dậy lấy xe chạy lại khách sạn tìm Trực. Không thấy, ông phóng về nhà Phượng và vòng sang nhà Hiền. Ông muốn gặp Trực phân giải vài câu để năn nỉ Trực rút lại lời tố cáo, nhưng ở cả ba nơi ông đều không gặp. Buổi tối về nhà, vợ chồng Khiến sang thăm, Tám lại kể lể đầu đuôi câu chuyện. Khiến nóng mặt bảo: anh gặp thằng Việt kiều ấy làm gì nữa, lo tiền nộp cho công an đi, rồi em sẽ trị cho thằng Việt kiều ấy một trận. Anh biết nhà cửa nó mà, lo gì. Hôm nay thì quả đúng như Khiến dự kiến, Trực đã vào chồng. Khiến ngồi nhấp từng ngụm cà phê, lòng thanh thản như một chuyên viên phạm tội, mặc dù đời anh chưa bao giờ đánh đấm ai. Ba người vừa ra khỏi tiệm phở, Sâm mở khóa Honda, Trực khệnh khạng bước lại taxi, miệng ngậm điếu thuốc vừa châm lửa. Khiến vội vã chạy tới, Trực moi gói thuốc 3 số 5 quăng cho Khiến, giọng kẻ cả: giữ lấy mà hút, bây giờ đưa tôi lại dịch vụ Kiều Hối, quận 3. Khiến đỡ bao thuốc, cảm ơn và mở cửa xe. Tiếng Honda nổ giòn bên cạnh, khói phun thành luồng đen kịt phía sau. Taxi lăn bánh tới địa điểm đổi tiền. Trực là khách hàng đầu tiên nên không phải chờ đợi gì cả. Gã ôm ra một đống bạc khá lớn, gồm toàn giấy 5.000, chui vào taxi cùng với Sâm ngồi đếm. Khiến không quay lại, nhưng nhìn vào kính chiếu hậu, quan sát và chợt buốt nhói, nghĩ đến Tám giờ này đang đau khổ vì tự dưng bị mất 2 triệu đồng. Sau lưng Khiến, Trực vừa giao cho Sâm xấp tiền cuối cùng và bảo: đủ rồi nhé, 5.800.000. Trực nhét mớ tiền còn dư vào túi quần, lấy tay đè mạnh xuống. Sâm chui ra, nhớn nhắc, ngó quanh, hai vợ chồng cung kính cám ơn Trực, rồi vội vã lên Honda phóng đi. Khiến hỏi Trực: thưa ông đi đâu bây giờ? Trực chưa kịp trả lời thì Khiến gạ gẫm: ông đã vào chợ lớn chưa, nhất là Thủ Đức? Nhiều mục hấp dẫn lắm, tụi tôi biết nhưng mà chịu không thấu, chỉ có Việt kiều mới dám chi thôi. Ông thích thì tôi đưa ông đi, toàn là gái quê con nhà lành, mai mốt ông đi rồi dễ gì có dịp. Trực rất hứng khởi bởi ăn chơi là mục tiêu của chuyến du lịch này. Trực nheo mắt: Thủ Đức à, chỗ nào nhỉ, Đường Sơn Quán à? Khiến lắc đầu đáp: dạ thưa không, Đường Sơn Quán dẹp cho con đâu. Mà dù chưa dẹp thì cũng chẳng nên tới đó, cái chỗ đó rẻ tiền lắm không ạ? Chỉ có mấy ông cán bộ chơi thôi, mấy ông đó ở ngoài Bắc vào thì thấy gái là cứ nhào đại vào chứ có biết đẹp xấu gì đâu. Tôi đưa ông tới làng Đại học Thủ Đức, ít ai biết lắm, chỗ đó mới là thứ thiệt. Trực phấn khởi gật đầu. Khiến cho xe lăn bánh từ từ, ngẫm nghĩ xem nên theo lối trong từ ngã năm Bình Hòa rẽ ra cầu Bình Triệu hay theo đường Điện Biên Phủ nối liền xa lộ. Sau cùng anh chọn xa lộ vì tin chắc khúc đường rẽ vào Thủ Đức sẽ vắng vẻ hơn. Mới 2 giờ chiều Khiến đã đến nơi. Con đường nhỏ đưa vào làng đại học tuy không có người qua lại, nhưng trên cánh đồng hai bên lác đác dân quê trồng trọt,
khiến anh không dám dừng lại. Anh chạy lòng vòng qua nhiều con đường đất nhỏ, cây cối xanh tươi phủ kín tường nhà. Trực ngạc nhiên hỏi: "Bộ lạc đường hay sao mà chạy lung tung thế này?" Khiến nhướng mắt nhìn phía trước và đáp: Dạ, tôi mới đến đây có một lần cách đây 3 tháng, kín đáo lắm. Tôi nhớ rõ là khu này mà. Đúng rồi, phía đằng kia kìa." Khiến tiếp tục chạy rồi rẽ sang một con đường rất hẹp, chiều ngang chỉ vừa lọt một chiếc taxi. Hai bên không có nhà cửa, vài cây tre non uốn mình rũ nhánh thấp ngang mặt đường, quét cả vào mui xe, kêu ken két. Tới một khoảng tương đối trống khiến dừng lại, đưa mắt nhìn sang hai phía. Xa xa cách mấy thước có cây rơm khá cao. Anh bảo Trực: "Xin lỗi ông, cho tôi đi tiểu một cái ạ." Khiến bước lại đi một vòng quanh cây rơm, và khi biết chắc không còn ai, anh trở lại đứng vịn vào cửa xe vẫn mở, điềm tĩnh chỉ ra phía đống rơm và bảo Trực: "Tôi nhớ căn nhà đó rồi, đứng ở chỗ gốc rơm kia kìa. Ông thấy hết toàn con gái không ông ạ? Ông ra qua một chút đã lắm." Vừa nói Khiến vừa mở cửa cho Trực. Gã sáng mắt chui ra lập tức nhanh như cắt. Khiến cúi xuống lôi một thanh gỗ to bản chắc nịch mà anh đã thủ sẵn dưới gầm ghế, xoay người lại phang thật mạnh lên đầu Trực. Trực té sấp xuống không động đậy. Khiến vội vã ném thanh gỗ vào xe, lôi Trực vô hẳn trong bụi rậm, moi túi lấy hết giấy tờ và tiền bạc. Anh bỏ Trực nằm đó, trở lại taxi, ráo rác nhìn trước trông sau rồi rồ máy phóng đi. Anh biết Trực không thể chết được, nhưng ít lắm cũng cả tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy. Xe ra tới xa lộ, tim Khiến vẫn còn đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực. Anh nhìn vào kính chiếu hậu xem có công an đuổi theo hay không, và mãi khi vào tới thành phố, rẽ sang một con đường nhỏ, ngừng lại để thở, Khiến mới hoàn hồn và nhận ra mình đã quá liều lĩnh. Anh cầm sắp giấy tờ của Trực mà anh không biết gồm những thứ gì kẹp trong cuốn passport, phân vân nghĩ ngợi phải thủ tiêu ngay. Ôm giấy tờ của Việt Kiều nếu bị phát hiện là ốm đòn với công an. Anh nghĩ thật nhanh và lại ngó ra phía ngoài mặt lộ. Phía bên kia có một cái lỗ cống, anh ném xuống đó là tiện hơn cả. Nước cống sẽ trôi đi vĩnh viễn, không ai nhìn thấy nữa. Khiến mở cửa bước xuống, băng ngang đường. Trước mắt anh, còn cách khoảng 12 mét, có hai người đàn bà đang tiến lại. Anh luống cuống nhét sấp giấy vào túi quần, rồi moi thuốc ra hút. Anh thấy rõ bàn tay mình run rẩy và tưởng tượng khuôn mặt anh giờ này chắc đang tái nhợt như người trúng gió. Hai người đàn bà đã đi qua. Khiến bước lại gần lỗ cống, anh nghe rõ tiếng nước chảy xè xè phía dưới. Tự dưng anh đổi ý, không muốn quăng giấy tờ của Trực xuống đó nữa. Anh vừa thoáng hối hận, đáng lẽ chỉ nên lấy tiền của Trực để trả nợ cho Tám là đủ. Anh bước lại sát một gốc cây bên đường, quay nhìn tứ phía và thả nhẹ sắp giấy tờ xuống chân. Rồi anh chạy vụt lại taxi và nhẹ nhõm phóng đi.